Mấy em chim cúc Thái này mình mới mua về nên rất giác. Và hôm nay mình có một cách để thuần mấy em này danh dạng như mấy em chim cúc bên đây. Chỉ vài ngày là quý vị có thể sờ vào và có thể búng tay nó chạy lại. Xin chào quý vị và các bạn. Trước màn hình quý vị và các bạn đang xem thì mình đang có 4 em chim cúc Thái, 2 trống 2 mái và 4 màu, 4 con 4 màu luôn quý vị. Đặc biệt thì cái dòng chim cúc Thái này rất là nhiều màu để quý vị và các bạn chọn lựa để nuôi kiển, mà mấy em này lại giỏ con nữa. Những em này thì lúc mình mua người bán thì nói là đang đẻ nha quý vị, mà con chim đang đẻ với con chim hiện tại là mình đang ấm rồi, ấm đèn con bự nhất đó là nó bằng dâu luôn, là quý vị thấy nó giỏ cỡ nào rồi, rất là hợp nuôi kiển luôn. Một con chim cúc trưởng thành này mà nó còn giỏ hơn cái con chim của mình đây không được nữa nữa quý vị. Và hiện tại thì những con này rất là giác luôn. Mình chưa có thể là thả vào thùng giấy để nuôi như mấy em này. Như mấy em chim con này. Và bên đây thì mấy em chim lớn của mình. Quý vị thấy nè, mấy em này rất là hiền luôn và dạng. Chỉ cần đưa tay thôi là mấy em chạy lại rồi. Cưng không? Và hôm nay mình có một cách để thuần mấy em này danh dạng như là mấy em bên đây. Đơn giản, quý vị và các bạn nào cũng làm được hết. Chỉ cần 5 ngày thôi là có thể dạng như mấy em này luôn. Quá đẹp luôn quý vị. Con này con chim trống nè. Và cái con đó, con bự bự đó là chim trống quý vị. Còn bên con chim trắng với con màu nâu đen đen xám xám đó là chim mái luôn. Giờ mình sẽ cho mấy em này ăn trước đã, rồi mình sẽ tiến hành quay lại mấy em này nha quý vị, là cái cách mà mình làm thuần mấy em này này, để sau này quý vị và các bạn mà có nuôi á, mà lỡ mua như trúng mấy em lớn á, về thì để biết cách mà thuần nó, nuôi cho nó dễ nuôi hơn. Chứ mà còn như hiện tại, như trong cái video này quý vị và các bạn đang xem, thì giờ thả ra vô mấy thùng giấy này thì nó bay mất tiêu luôn, là không còn một con luôn. Đó, mấy em bên đây quý vị thấy không, nó hiện khô à. Cho mấy em ăn đã, rồi mình sẽ quay lại bên em chim cúc kiển. Mấy em cúc kiển này thì mình mua cũng tầm 5 ngày quý vị. Nếu quý vị và các bạn nào muốn mua chim cúc kiển thì cứ để lại bình luận, thì mình sẽ cho địa chỉ. Quý vị thấy mang chim mình nó dạng không? Mình cũng muốn mấy em bên đây sau 5 ngày nữa nó sẽ dạng như mấy em bên đây. Quý vị thấy nè, hôm nay nó đẻ được 2 trứng nữa quý vị. Cứ ngày mình lượm được 3 trứng hoặc 4 trứng, tùy theo, có bữa được 4, có bữa thì được 3. Ở đây thì mình có 4 em chim mái một trống. Quý vị thấy cái thùng giấy mình nuôi là chiều cao nó có 6 tấc à. Còn ở đây thì mình làm một cái cửa dạng như để mình có quay video mình dễ quay. Thì mình mở xuống thì nó còn có một găng tay à. Nhưng mấy em chim cút của mình rất là hiền luôn. Cũng ít khi nào dãy ra đây lắm. Mà có lỡ có con nào dãy ra thì mấy em cũng tự dãy vô lại à. Mình quen à. Cho mấy em ăn luôn. Mấy em này thì hiện tại thì mình cũng chưa biết mấy em thích gì nên mình cũng tạm cho ăn thức ăn của gà con. Còn bên đây thì mấy em này mình vừa mới ấp hơn một tuần rồi và đã có lông cánh.
mình ấp nở được mười mấy con, mà bạn mình xin thì mình cho mấy con rồi, quá cưng luôn quý vị. Và tới đây thì mình sẽ tiếp tục ấp thêm một bầy nữa, và cái bầy này nó sẽ thay thế bầy bên đây quý vị. Mình sẽ lọc đàn lại. Vâng, bây giờ quay lại vấn đề chính. Khang tiếng quý vị thông cảm. Cách mình thuần dưỡng em này đơn giản, quý vị và các bạn nào cũng làm được. Giờ để mình lấy cái máy quay, mình á quên, mình lấy cái chân quay, mình kê cái máy quay lên cái đã. Đây là cái không gian mà mình nuôi dưỡng em chim cút nữa vậy, chỉ cần 2m2 thôi, không cần phải dọn là không gian rộng lắm. Quý vị nuôi sân thượng cũng được, sau hè cũng được, trước sân cũng được nữa, nếu mà làm như theo cái mô hình của mình đây. Và hôm nay mình sẽ nhốt mấy em chim cút Thái này vào trong một cái thùng vỏ này tạm thời. Ngày mai mình sẽ làm một cái thùng bự như thùng này để cho mấy em ở thoải mái. Còn hôm nay là mình tập cho mấy em ở thùng vỏ này cho nó danh dạng đó quý vị. Và để tối nay mình dễ kiểm soát. Giờ mình sẽ bắt ra một em. Này, thọc tay vào mà giờ nó chưa gì, nó chuẩn bị là cảnh giới, chuẩn bị chạy nữa. Nếu mà không có cái lồng này là mà dốt trong cái thùng giấy như cái thùng này, quý vị biết rồi đó, là không còn một con luôn. Mình sẽ bắt em chim trắng trước. Đa số mình nuôi chim cút là mình toàn nuôi thùng giấy không à, mình không có nuôi cái lồng sắt này. Bởi vì cái lồng sắt này, cái tầm quan sát của mình nó sẽ bị vướng mấy cái song sắt này, mình cũng không thích lắm. Với lại thì mình cũng có lợi thế là thùng giấy dài mình rất là nhiều. Vâng, đây là cái cách mình thuần mấy em chim cút Thái nhanh dạng, đơn giản. Đầu tiên là quý vị cắt giùm mình mấy cọng lông cánh này đi. Đó. Thứ nhất á, mình cắt lông cánh này là con chim cút này nó không có bay được nữa. Mình sẽ thả vào trong cái thùng này. Là hàng ngày mình cho nó ăn á, là mình lấy cái tay mình sờ sờ nó, mình sờ riết mấy em này nó sẽ dạng thôi. Và đến lúc có lông cánh thì mấy em cũng không có bay nữa. Đó, đây là cái cách đơn giản thôi, và quý vị và các bạn là dễ làm nhất. Nếu như mà chim á, quý vị nuôi từ vỏ tới lớn là quý vị chỉ cần cắt mỗi bên 5 cọng thôi, hoặc là 4 cọng. Còn những chim này mình mua về thì mình nên cắt hết luôn, những cọng dài nào mình cắt hết. Cái cắt coi như là nó đi như là chim cánh cụt vậy đó. Và quý vị lưu ý, mình cắt làm sao để con chim cút mình nhìn lúc cắt rồi á, mà những người nhìn vào không biết mình cắt cánh, để cho nó có thẩm mỹ chút xíu. Đây quý vị nhìn thấy là cái đây là cái lông dài. Và trên phần lông dài này nó sẽ có một cái cọng lông vỏ. Đây này quý vị thấy này, đó cọng lông này. Mình cắt làm sao ở dưới cọng lông này cho cái cọng lông vỏ trên đây nó che lại, là lúc mà những người là ta nhìn vô á, là ta không có biết mình cắt cái cánh chim. Và quý vị cũng cẩn thận, đừng để cắt nó chảy máu. Để mình cầm kỹ lại quý vị. Nó vỏ xíu à, nó vỏ, tính ra nó con chim cút kiển này, cút Thái này á, nó chỉ bằng một con chim châu chảo vào quý vị. Thùng này thì mình chỉ dốt tạm thôi nên mình sẽ cắt để lông trong đây luôn quý vị. Quý vị lấy mũi kéo hất cái lông vỏ lên đây. Cái quý vị thấy không, đây hất cái lông vỏ này lên nè, đó, rồi quý vị cắt cái lông bự ở dưới á, là hồi nữa cái cọng lông vỏ này nó sẽ che cái dấu cắt của mình đi. Quý vị cắt hết luôn. Bởi vì chim này nó đã lớn rồi, nó rất là giác, nên mình sẽ cắt hết những cọng lông dài của nó luôn, để cho nó không có bay được nữa, nó chỉ đi bộ thôi. Thì mình sẽ mỗi ngày mình cho nó ăn á, thì mình sẽ sờ nó, rồi nó sẽ nhanh dạng thôi. Quý vị cẩn thận, còn không thì cắt mấy em này sâu quá thì
đừng cắt gần quá nó sẽ chảy máu tội nghiệp nó nha quý vị. Đó quý vị, cắt làm sao mà trừa mấy cái cọng lông lông trên này lại, hồi là nó xòe ra là quý... những người mà mới vào dình á thì sẽ không biết là mình cắt lông nha quý vị. Đây như cánh đây đây. Đây quý vị nhìn thấy nè. Cái dấu cắt của mình nó nằm ở dưới cái lông tơ này. Nên thì chỉ có người cắt mới biết thôi. Nó nằm dưới đây quý vị. Mình lật lại đây thì mới thấy nè. Do con này lông trắng quá chắc quý vị cũng không thấy rõ nữa. Cái lông tơ nó che lại cũng không thấy luôn quý vị ơi. Tiếp đến thì cứ như mình cắt hồi nãy quý vị cứ cắt hết hai bên luôn. Quý vị xòe ra, xòe bự ra để mà không thì mình cắt dầm. Với cách này của mình thì mình bảo đảm trong vòng là 4 đến 5 ngày thì những con chim cúc thái này nó sẽ rất là dạng luôn. Bởi vì mình cho ăn á, rồi nó đâu có bay được ở đâu, nó cứ đi dưới đất không à. Thì mình sẽ sợ mấy em này. Lúc cho ăn mình đụng đụng nó thì nó sẽ hiền thôi. Vâng, như con này thì mình đã cắt lông cánh hai bên rồi nè. Đó. Đó, giờ đâu bay được rồi, rớt xuống. Nó rớt xuống dưới giờ nó đi mà. Đó. Đây. Quý vị thấy mình cắt mà giờ mấy em là không còn bay được nữa. Chỉ dãy dãy thôi. Nhưng mà lúc đầu thì mình rờ vào nó còn dãy đó, mình cho ăn bắt đầu từ ngày thứ hai trở lên thì mấy em này sẽ không còn dãy nữa, nó sẽ quen dần đi. À giờ mấy em này mình có thể bắt trên tay được rồi nè. Nó không còn bay được nữa. Mình bảo đảm là chỉ cần 4 đến 5 ngày thôi là nó sẽ dạng như mấy em bên đây. Quý vị thấy không? Đó, mình đưa tay vào nè. Thì khi mình đưa tay vào mấy em nó đói nó còn mừng nữa. Bởi vì nuôi kiển á, mà mấy em nó dạng vậy nè, nó rất là thích. Mình ngắm nó cũng dễ nữa. Còn như mà mấy em này chưa vừa đưa tay vô là mấy em đã thủ thế rồi, thấy không? Bắt nó cũng khó nữa. Đó, nó chạy nè. Và những con này thì mình cũng làm y chang như con chim trắng này luôn nha quý vị. 5 ngày sau thì nó sẽ dư 5 con chim đây. Đó, bắt thì bắt. Mấy em chim này phải nói là cực dạng luôn. Vâng, sau một hồi thì mình đã tỉa mấy cái lông cánh của mấy em xong rồi quý vị. Đó, giờ mấy em này là chỉ đi như chim cánh cụt á, hoặc là chỉ dãy cao lên một chút xíu thôi. À, mình bảo đảm với cái cách của mình là quý vị chỉ cần 4 đến 5 ngày là mấy em này sẽ dạng như những con chim cút của mình bên đây. Đó, quý vị thấy không? Đưa tay vào nè, mấy em nè. Còn hiện tại giờ thì quý vị sờ vào mấy em này vẫn dãy lên nha quý vị. Sẽ chờ vài ngày nữa. Và quý vị nhớ là lúc á quý vị cho ăn á là quý vị cho ăn bằng tay. Chờ mấy em càng đói thì càng tốt. Đó, quý vị để bằng tay vào vậy nè. Đó, từ từ mấy em này sẽ lại ăn. Đó. Lại ăn tầm ngày nào cũng vậy, hoặc bữa ăn nào quý vị cũng làm y chang mình vậy á thì nó sẽ quen dần, và tầm 4 đến 5 ngày thì quý vị sẽ được một đàn chim cút kiển dạng như mấy con này đây. Mình thì không có nói xạo nha quý vị. Mình bảo đảm theo cách của mình là quý vị làm thành công 100%. Đây được 3 trứng rồi này, không biết hôm nay sẽ được được 2 trứng chưa? Không biết hôm nay sẽ được 3 trứng hay là 4 trứng. Đẻ thất thường lắm quý vị. Mình 4 con máy mà có lúc thì nó đẻ được 3 trứng, có lúc đẻ được 4 trứng. Con này lông bị rất cộng.
Quý vị xem thấy thích thì ấn đăng ký kênh để xem những video tiếp theo. Mấy con chim cút này của mình đây, quý vị thấy nhìn giống heo không? Mập ú à. Dở đi không á. Mấy con này dở đi không á quý vị. Bầy này chắc mình nuôi thời gian nữa rồi mình cũng xả đàn quý vị ơi. Tới giờ nó nhiều quá mình nuôi không có hết. Cái bầy bên đây thì quý vị xem là nó cũng đang lớn lên rồi nè. Đó. Đây là cách mình cho chim cút con uống nước á, không bao giờ ướt lông luôn. Mấy em này cũng dạng lắm. Đó. Tại mấy em này thì mình khi này cũng ít sờ lắm. Cái mà thường cho ăn sờ riết là nó cực dạng luôn. Hy vọng là vài ngày sau mình sẽ sờ được mấy em này. Như mấy em này đưa tay vào thì ok luôn, ok đó. Quý vị lưu ý thì khi cho ăn mình cho ăn bằng tay nha quý vị. Mình để thức ăn vào bằng tay á thì vài bữa nó sẽ quen thôi à. Nhìn đẹp không? Và lúc cắt cánh á, thì quý vị cắt cho nó khéo một chút để người ta nhìn vào á, là người ta không có biết mình cắt mấy cái lông cánh dài đi. Thôi xin hẹn quý vị và các bạn clip sau.